Ok, hello, xin chào mọi người. Và hôm nay là mình đi cosplay màu đỏ. Thử một ngày với màu đỏ đi chơi tìm trò chơi với cái khách mọi người. Thì dạo này mình làm tháp vô cực rồi, nên mình sẽ không làm về tháp vô cực hôm nay nữa. Thì mình sẽ tiếp tục làm gì thì mọi người sẽ tự suy nghĩ nhé. Thì nhớ là phải comment ý tưởng cho mình để mình xem xét rồi mình sẽ ok. Mọi người nhớ là cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực quay video. Nói chung là mình một like và một đăng ký kênh là đối với mình là rất là được luôn. Rất vui là để mọi người cho cái rồi. Nói chung là mình sẽ rất là vui khi mọi người đã cho mình một cái thôi. Một cái mình cũng đã vui rồi. Mọi người nhớ nha. Rồi nhớ cho mình một like và đăng ký thôi là mình đây cũng hết là được rồi. Rồi ngày hôm nay là mình sẽ đi chơi tháp vô cực. Quên, tiệc trò chơi. Rồi thì trò chơi ngày hôm nay là mình hôm nay là mình tiếp tục đi với mấy bạn gọi là thân thiết nhất. Rồi cái cục này nó bể là mình vẫn có cách để đi nha mọi người. Rồi mấy bạn kia thì không biết là sao nữa, rồi té hết luôn kìa, té gần hết. Thì chỗ này gọi là hơi lắc nên mình đi rất là nguy hiểm, không được ổn ra lắm. Rồi mọi người kìa, quạng kia kìa, nhảy điệu nhảy lát té lát thua mình là đừng nói gì nha. Ok, lắc quá thì mình ghét cái trường hợp lắc dễ lắm luôn á. Lắc nữa nó ra đèn đỏ đèn xanh là mình thôi rồi luôn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình chơi cái đèn đỏ đèn xanh đó là mình sẽ bị bắn vì con búp bê nó chỉ chú ý những người đèn đỏ đèn xanh thôi. Trời ơi gáy dữ ấy. Rồi thôi đừng dỗ đít nữa. Rồi đó thấy không? Mới nói thôi là có liền luôn. Rồi mình không dám chơi bán này luôn á. Mình nghĩ là suy nghĩ rất kỹ, nhưng mà mình để xem cái mạng mình có được không. Để mình chơi được cái dáng này là phải đừng có lắc nha mọi người. Lắc là dù có đứng nhỏ, đừng có dù có đứng vẫn không được luôn. Rồi là tự nhận mọi người. Oh my god, mới vô mà còn có ba bạn luôn á. Ồ, hình như mình đang dẫn đầu đó mọi người. Wow, hai bạn kia có vẻ là cách xa mình rất nhiều luôn á mọi người. Không hiểu kiểu gì, mình mới vô luôn á mọi người. Với lại không lắc nha mọi người. Ôi ôi, tí nữa thì mình bị bắn rồi nha mọi người. Do là mình đang phát hiện rất kỹ. Không biết dáng này mình sẽ chơi còn bao nhiêu giây vô cái phần đích luôn. Rồi hai bạn kia chết rồi, giờ còn mình luôn á mọi người. Trời ơi, tự nhiên nói quá qua mình bấm nút nhảy mình dừng sớm á mọi người. Vậy là u da. Rồi lấy hạng 1 và chiến thắng luôn mọi người. Mới mở đầu với một cái màn gọi là thắng luôn, quá đỉnh luôn. Rồi bay hết luôn. Rồi giờ chỉ có người ở giữa gọi là chiến thắng. Trời ơi, màu đỏ mới vô là đã mang một cái chiến thắng cho mình rồi. Thì có lẽ những dáng sau không biết là màu đỏ như thế nào đây. Uầy, con búp bê đó nó tặng mình một cái chiến thắng cơ. Rồi ra ván vượt cầu, mình sẽ không bao giờ hy sinh nữa nha mọi người. Mấy bạn nó vừa đẩy mà vừa nhảy trước mình là những cái cục mà nó chuẩn bị bể, mình sắp nhảy lên nó bể sẵn rồi mình nhảy không kịp qua cái cục khác đó. Mấy bạn nó chơi vậy á. Rồi mới nói ra vượt cầu luôn. Rồi mình sẽ không hy sinh nha mọi người. Giờ mình sẽ mở mic lớn lên để nghe rõ. Hôm nay là mình đang leo tháp nha mọi người. Đây lục. Quên hoài, chắc là do mình. Ngày hôm nay là mình chơi tiệc trật chơi nha mọi người. Rồi cũng có ván vượt cầu, mong là nhà sản xuất game tạo ra những trò chơi mới luôn. Úi bạn này, tôi đi. Trời ơi mọi người nha, đừng nha. Từ từ đi nha mọi người. Mấy bạn này nhảy đẩy dữ lắm á. Không biết là có bạn nào hy sinh chưa. Rồi các bạn ơi, mấy bạn đừng nha. Rồi bạn này có vẻ là chơi được của nó luôn. Rồi chết luôn. Mọi người nhìn nha, mình đang lắc là mình sẽ không hy sinh nha mọi người. Rất là lắc đó mọi người. Nghĩa là mấy bạn kia dù có làm gì á là mình. Trời ơi mọi người thấy không, mấy bạn nó đẩy á, kiểu là đất là sẽ bị đẩy á mọi người. Nhảy đi. Rồi mình sợ bị đẩy lắm. Kìa, rồi bể kìa mọi người. Úi, gì vậy? Lắc.
Rồi, mình không biểu kiểu gì nhưng mà thôi, cảm ơn đã cho mình một cái hạn. Lắc nha mọi người, mình đang bị lắc á. Trời ơi, chọc nó muốn người ta. Thôi để tôi biểu cầm mớ lại đi. Rồi, người cuối cùng rồi mọi người, nhảy đi. Rồi, lấy luôn 6 người thôi mọi người. Rồi, không biết là sự mở đầu lần thứ hai có thắng nổi không. Ui, ủa, cái bạn mà hy sinh từ đầu đến cuối sâu thoát rồi. Không sao, càng tốt, để tụi mình chỉ cười chơi. Rồi, dán gì đây? Được, rồi, ván này mình biết hy sinh nha mọi người. Này, mình không biết là cái ván vượt cầu với cái ván này đều có hai cách để thử đường luôn. Ván vượt cầu thì nhảy qua nhảy lại, nhảy lên rồi nhảy kịp xuống. Nói chung là cái nhảy lên nhảy kịp xuống thì không bao giờ, mình chưa bao giờ làm. Chỉ nhảy qua nhảy lại và mình hy sinh rất dễ. Còn cái ván này nè, mọi người á, muốn hy sinh á, hay là không một lần hy sinh không phải là chết luôn, mà chỉ có thể là té. Nhưng mà mọi người ván đầu thì cứ để cho mấy bạn nó hy sinh, hoặc là mấy bạn cứ hy sinh đi. Và mọi người nhớ là đi lên rồi thấy mình bị lún xuống á, thì mọi người nhớ là phải đi ra cái cục khác nha mọi người. Thì mình thử hoài rồi. Đấy, cái chỗ này nè mà. Đấy, lún rồi nha mọi người, lún rồi. Mọi người nhìn phải kỹ. Đấy. Rồi chỗ này mình lún rồi. Thôi được luôn, được. Rồi, bây giờ là mình đi qua cái cục này nha mọi người. Thì mọi người bên đây cũng có đường để lừa rồi á. Nhưng mà mình không có phải lừa mà là khiến mấy bạn kia chết rồi. Thì cũng có cái ván này là càng nhiều đường tắt nha mọi người. Hôm bữa mình bị chết bởi một cái bạn level 11. Mà kiểu là mình đang đi đường thường á, bỗng nhiên tự nhiên mà nó là mình bực muốn chết, đang thắng sắp được rồi, tự nhiên mà nó đi đường này được luôn nè mọi người. Rồi, rồi bạn đó thắng mình luôn. Trời ơi, mình muốn cay quá luôn á. Trời ơi, thôi được chọn ngày hôm đó là cuối năm lột. May mắn nhất năm, trời ơi, lại thêm một lần nữa rồi. Rồi, hạng 1 chắc luôn mọi người. Nhưng mà mình phải để màn hình như vậy thì nó mới gọi là được. Rồi, mình chơi mấy bạn này một xíu nha. Không để mất hạng 1 nha mọi người, bạn này nè. Úi dồi. Rồi, gáy to quá mọi người. Không biết là mấy bạn kia có chơi kịp không. Trời ơi, sao tôi chi không vô đi rồi lát nữa và hối hận cả đời. Rồi cái bạn kia là đang sắp lên rồi, đang sắp lên rồi. Rồi giờ mới chịu lên đó hả trời. Đây rồi, hơi lắc đúng không mọi người, hơi lắc. Rồi đủ 3 người nha. Ủa gì vậy? Không vô đi. Rồi tôi chặn nha mọi người, mình sẽ chặn. Không cho vô, trời ơi. Nhưng mà vì chặn không được thành công nên mình sẽ không. Nhưng mà, ok. Rồi bay nè, bay coi lờ 2 người luôn. Một đứa mặt và một đứa rất là trẻ trung, nhưng mà cũng phải bay. Rồi là mạng được rồi. Rồi ván này á thì lúc đầu á mọi người đừng có chạy đuổi theo, mình sẽ rất là mỏi tay mọi người. Cứ nằm im mà coi như là thưởng thức về những ngày. Mọi người cứ nằm ngồi nha mọi người. Mấy bạn đó có vẻ cũng không lấy đâu. Rồi mình sẽ không lấy nha mọi người. Mình ngồi nha mọi người, ngồi xuống. Cho bạn nó đi chạy đi, cho mỗi tay mỗi chân gì đi. Rồi lát nữa có cái gì là mình lấy luôn. Rồi bạn nữ ở trên kia chắc cũng nên nhường nha. Cái gì mà nhường nha ở đây. Rồi, không có nhường gì hết á. Nói chung là mình đang đùa á. Rồi mình nói vậy xem mà nó sẽ phản ứng như thế nào. Rồi mình chơi vậy á mọi người đó, thấy không? Trời ơi, sự khởi đầu lần thứ hai là thắng luôn. Nhường nha, không hiểu là gì. Nhưng mà dù sao mình đã thắng lần nữa. Không biết là cái bạn mà tóc bím kia là không sao, không đuổi lại. Nhưng mà không sao, bạn nó không đuổi thì càng tốt. Rồi, trời ơi. Không biết là mới khởi đầu hay là khởi đầu lâu rồi chưa. Mới thấy mà đã 9 phút và cơ. Rồi hôm nay là leo đo lục thì kịch chơi qua thì là mình đã cất đầu là có một cái tay nghề khá là được của nó luôn.
Ngồi tì cho chơi đúng là nghề của mình thật luôn rồi đó. Ngoài là cái ván đua xe tốc độ đường lộ này cơ. Coi, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để đi cái đường tắt của ván này luôn nha mọi người. Để đi đường tắt ván này nha mọi người. Thì đây rồi, mọi người sẽ đi bên phải cho quen nha mọi người. Rồi mình sẽ đi đường phần bên ngoài luôn. Tại vì mình cũng biết đi nè mọi người. Nhưng mà sẽ bị chặn nha mọi người. Tại vì mấy cái cây này nè, rất là hơi sương sương á. Rồi thì mọi người thấy mình nhảy bên ngoài như thế nào. Đấy, tại vì mình cũng quen rồi nên mình nhảy được. Rồi mấy bạn này không biết là rằng là mình nhảy bên rồi. Trời ơi, bị chặn bởi cái cây dừa nè. Rồi cái ván này cũng có một cái đường nè. Đường chỗ này là được nha mọi người. Mình không biết là mọi người có biết hết, mọi người đã có biết về cái đường này nhiều hơn chưa. Thì mình là mình cũng phát hiện ra từ khi mình coi một cái video nào đó bất kỳ. Rồi mình nhảy ở đây nè mọi người. Lún xuống. Trời ơi. Mọi người cũng có một cách khác là khi bạn kia đang nhảy trước rồi mọi người nhẹ xuống. Nhẹ xuống nhanh nha mọi người, rất là nhanh, phải nhanh tay. Thì khả năng cao với cái ván này là mình sẽ được luôn. Chào hoài lát nữa thua là đừng có chấp ai nhé. Siêu nhân, trời ơi siêu nhân mà cái mặt xấu vậy, rồi cái mặt như vậy. Rồi mà nói là đang quay YouTube nha mọi người. Đấy thì mấy bạn nó phản ứng như thế nào cơ, không biết luôn đấy. Ngươi không tin nữa, rồi không tin thì thôi, không được lên thì thôi. Rồi mà lát nữa mình gõ nha mọi người. Rồi lát nữa mình sẽ gõ. Thì ok, đua xe tốc độ sa mạc. Rồi lần đầu mình tưởng là cái game này là một game trẻ con, mà sao rồi mình cũng phải nghĩ vậy. Rồi dán này lát nha mọi người, từ từ để mình chuẩn bị nha mọi người. Trời ơi, mấy bạn này có vẻ là chơi khá là được luôn. Rồi mọi người nhớ là cái ván này là mình sẽ lấy hạng 1 nha mọi người. Các bạn dám đằng sau mình dám lấy không? Rồi không cho, không cho. Rồi bay qua đây nè mọi người. Đây, dòng này tôi sẽ thắng. Ha ha ha, gì cơ. Rồi mình nhảy chỗ này nha mọi người. Nhảy qua cái xương rồng. Nói chung là dễ lắm. Dễ, cực kỳ dễ luôn. Rồi các bạn đó, nó qua. Các bạn này lát thua là đừng có nói gì nha. Trời ơi, spam kìa mọi người, spam. Rồi mình sẽ ghi tên kênh thì đúng rồi. Rồi đủ 19 người nha mọi người. Đồ đẹp không mấy bạn? À được cái được. Ủa sao có 18 vậy mọi người? Không, trời ơi. Nói người ta vậy không biết gì á trời. Rồi, ui. Nhán này là thường là chơi đẩy hoặc là chơi nhảy nha mọi người. Rồi thì cái dáng này đang đông nên mình sẽ không chơi nhảy nha mọi người. Tại vì nhảy ra sẽ khả năng cao mấy bạn kia cũng nhảy theo và sẽ bị đụng. Và mấy bạn này nè. Nè các bạn khỏi gì nè. Rồi từ từ nha. Mới vô là một đống bạn thua nè. Mới vô là thua liền hết luôn á, gần như là hết luôn. Trời ơi, mới vô mà còn có 13. Nói chung là ván này khi đã ui gì ghê vậy. Ghê quá. Mới vô còn có 10 hả? Rồi thì bây giờ có vẻ là nhảy được rồi đấy. Rồi. Được nhảy rồi nha mọi người. Được rồi. Được rồi, nhưng mà mình cũng phải bấm nút nhảy đúng lúc nha mọi người, chứ không là sai lúc là không được rồi đấy. Rồi mọi người á, nếu mà té xuống cái phần kia. Trời ơi các bạn này. Ây da, trời ơi tí nữa thì toang luôn. Trời ơi 19 người nha mọi người. 19 người mà mới chơi xong còn mấy người nữa. Rồi xong rồi. Trời ơi, trận này là phải. Ui, còn mấy bạn nữa mọi người.
mình không nhìn rõ cho lắm. Ổ còn 2 bạn thôi, ổ còn 4 bạn thôi. Rồi. Úi dồi, ổ còn 3 bạn nữa. Trời ơi, như vậy là trong quán này là chơi là được còn có 3 bạn thôi. Ok. Được. Rồi, còn có 3 bạn là ba của mình mọi người. Rồi, thì đến cuối cùng đây. Nhân phẩm của mình không biết là cái dáng này nó có được của nó không. Rồi mình một lát nữa nhớ thắng là mình thắng. Mình quay và mình sợ mình vua, mình chúc mừng ở kia nha. Rồi, rồi ta chuẩn bị nha mọi người. Cái kìa, từ từ, cái cục đầu mình sẽ suy nghĩ ra. Mình nhột ở đây luôn nha mọi người. Rồi cái bạn tên Đỗ Minh gì kìa. Rồi đấy, mình lừa luôn. Rồi, mấy bạn nó bị lừa rồi mọi người. Mình đang cố gắng đi sao cho nhanh qua luôn mấy bạn đó nha mọi người. Rồi, chỗ này đi được của nó luôn. Wow, được đi thẳng luôn nha mọi người. Quán này thì sẽ không có nút nhảy nha mọi người. Rồi, mình sẽ cố gắng sao lấy được cái hạng nha mọi người. Trời ơi, bị chặn. Ôi, hạng 1 luôn. Trời ơi, thắng rồi mọi người. Trời ơi, tim đập mạnh bình bịch ra. Hôm nay là nhân phẩm mới vẻ là thôi rồi. Không biết là trận cuối cùng của thắng nổi hay không chứ. Nãy giờ là nhân phẩm của mình là đâu được nó không. Rồi, thử lại mọi người. Mong là ra ván nào mà được nó hơn. Rồi thì mình có một cái ván gọi là giết người á, gọi là bánh xe chứa ngại vật, nhưng mà mình chỉ giết khi mà đối tượng được. Rồi ván này á thì mọi người cá cược với nhau xem là còn bao nhiêu người sống sau khi mình chơi xong. Rồi ngày hôm nay là mình đã leo ở lộn lộn quá hai cơ. Rồi đầu tiên á mọi người có một cách khác, đó là đứng ở góc của bốn cạnh của bốn cái hình của bốn cái sàn. Khi mà cái sàn này lỏng thì sẽ đẩy qua sàn kia. Nói chung là làm như vậy thì mọi người sẽ đỡ bị té hơn. Đấy, giờ là mọi người để vậy nhưng mà không rớt thôi nha. Mọi người lâu lâu mọi người nhích qua xíu thôi, nhích xíu thôi là cũng được rồi đấy. Mấy bạn kia thì rất là mệt mỏi. Đấy, ấy rồi mấy bạn kia té một số bạn rồi đó. Ui hên. Trời ơi, ui. Trời ơi, đang nhảy lên rồi mà game nó không cho nha mọi người. Rồi bị lỗi nha kìa mọi người. Đã bấm nút nhảy rồi mà còn đã té rồi thì mình vẫn kịp bấm nút nhảy cơ. Rồi không sao. Thì mình cũng không cần ván đó cho lắm. Lâu lâu là quay cũng phải thua. Nhưng mà cái ván lại nãy giờ mình thắng cũng nhiều rồi. Không phải nhiều mà là một lần trận thắng là cũng mệt lắm á mọi người. Khó lắm mới thắng được một trận. Rồi, đúng cái ván giết người của mình gọi đây là giết người mọi người. Bán giết nhân vật của mấy bạn kia. Nói chung là sẽ lựa mấy bạn nào mà nữ hay là nam thì mà dám ghét to mà đẹp nhất. Rồi đối tượng rồi, để mình xem. Úi dồi ôi luôn, trời ơi mấy bạn này đi được này cơ. Rồi để mình xem mấy bạn nào chơi cái đường này nè mọi người. Rồi được luôn. Rồi mình sẽ đẩy bạn nào mà chơi khôn nè mọi người. Bạn này nè, star nè. Star hơn đó. Úi, cái gì vậy? Bạn này nè, các bạn này nè, đẩy luôn nha mọi người. Đấy, đẩy luôn, mình chơi đẩy mà mọi người. Đấy, được. Được, mình chơi như vậy là phải nói là đỉnh rồi đó. Mọi người áp dụng cách đó vô nha mọi người. Còn đừng xem chùa, nếu xem chùa sẽ quên được cái cách này, quên luôn cái cách này đó mọi người. Nhớ là phải xem không chùa nha mọi người. Xem chùa là mất luôn á. Ấy từ từ. Rồi. Cái cục này là mới là cái cục to, mới là cái cục để giết nha mọi người. Thì dán giết người này mình cũng đã áp dụng cách này từ khi mà mình thấy mình đẩy mấy bạn kia chửi mình quá trời là mình thấy đọt rồi nên mình cũng thử luôn. Rồi là mình thử hoài luôn thôi, té nha mọi người. Vô lỗ luôn rồi chết xách xích luôn. Ngu trời ơi. Trời ơi, lát nữa. Nhẹ tay tôi nhé. Lát nữa mạnh tay không được hả bạn. Rồi còn bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, bạn thứ 9 bay rồi. Trời ơi, bán truyền bom cho những người. Ủa mà truyền bom là chuyển bom hả trời. Không hiểu. Rồi mình không biết là có cách nào để văng ra khỏi cái ván này. Nghĩa là
Mình bay color ra khỏi hướng này nè mọi người. Được rồi, một cái tim nữa rồi. Mình ước gì được bay qua khỏi ván này. Là ván này giờ còn mấy người vậy trời. Úi dồi ôi. Rồi. Lắc như vậy á thì mấy bạn kia truyền lúc nào cho em thắng đi. Rồi này thì cho em nè. Cho em thua đi. Ủa em còn nhỏ. Trời ơi, đủ chen ít thôi. Ui 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 ui. Rồi bay nha mọi người. Trời ơi, các bạn này đang đuổi các bạn kia kìa. Rồi, rồi nổ rồi nha mọi người. Cái bom này nhìn có vẻ là đoạt rồi đấy. Rồi mọi người nhìn nha. Trời ơi, cái bom kìa. Ui, trời ơi, truyền cho một bạn rồi. Tên Nguyễn Vy rồi, thua luôn. Ui dồi. Không truyền cho bạn này nha mọi người. Ủa, truyền không thành công. Rồi, đuổi luôn cho nhanh. Rồi nổ luôn. Thì là ba bạn nổ nha mọi người. Rồi ha 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 ha. Cái gì mà ha ha, lát thua. Rồi còn bốn nha mọi người. Còn bốn người. May à. Rồi ui, ván này là sẽ lấy ba người. Lấy hai người thôi nha mọi người. Trời hôm nay là nhầm lẫn rất nhiều. Nhưng mà mình sẽ cố gắng sao cho hôm nay sẽ phải thắng. Ván này hôm bữa mình chơi lừa mấy bạn kia tự nhiên đang nói chuyện nhau vui vẻ. Thì mình nói uhu tôi buồn quá, tôi thấp, tôi sắp thua rồi. Mình trong mấy bạn đó đang lúc đang nói chuyện á, mình chạy nhanh kịp, mình nhảy qua nó chửi mình quá trời rồi mình vui. Nhưng không sao đâu, mình cho tụi nó chửi vậy đó, tại vì mình đang cần một cái trận thắng mà đang phải cho tụi nó. Mình tưởng đâu dán nó mình còn thua rồi chứ. Rồi không sao, rồi hạng một nha mọi người. Trời ơi, cái ván này gọi là đỉnh nè. Được rồi, ở chỗ này mọi người nhảy hai cục hại phát luôn cũng được nữa. Rồi hình như không ai ở dưới hết á. Ok, đằng sau mình chứ gì. Rồi cố lên, mình lấy được cái top nha. Nói chung muốn lấy được cái top của mình là không phải dễ mọi người. Úi dồi ôi luôn. Ui, hạng 1 luôn. Ở kìa, không ai hết à. Rồi các bạn ăn ghét gì kìa. Ui, cuối cùng là lấy hạng 2 cơ. Rồi bạn này có được. Nếu bạn này nó nhắn cái mày da hay gì nữa. Rồi ý to quá bạn, chào. Ok, chào tôi không trả lời đấy thì sao, làm gì được tôi. Rồi dán cuối, trời ơi, trời ơi, ván này nhanh nha mọi người, nhanh luôn, nhanh gọn thật lẻ luôn. Nhắn thì mình sẽ chơi nhiều mạng nha mọi người, nói chung là nhanh gọn sạch lẻ luôn. Yêu trời, đối phương luôn luôn. Trời ơi, trong thời gian ngắn mình cứ chạy đi cho nhường cái gì mà nhường. Đang quay youtuber sao nhường nổi được. Giờ không nhường mọi người, chơi là mình chơi đúng luật nha mọi người. Hu hu gì mà hu hu, ai biểu. Trong thời gian ngắn. Ui ui, tụi ngủ bị té một cái thôi. Không sao, quay qua khúc này là cũng được rồi. YouTube sao mà nhường đó. Rồi thì đây là video lộn, đây là cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay. Giờ thì mình sẽ bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha mọi người. Bye.